Hi, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của Mr. T Gaming. Hôm nay thì mình vẫn tiếp tục với cái tựa game GTA Vin 7. Nói chung là cái game này nó cuốn hút mình lắm. Chơi vừa kinh dị vừa hay á. Nên mình phải cố gắng hoàn thành game. Nói chung là không biết hoàn thành sớm hay muộn, nhưng mà cũng rất mong sự ủng hộ của các bạn. Thì mình sẽ tiếp tục game này chơi cho hoàn thành luôn. Thì trong cái phần trước mình tóm tắt luôn, thì trong phần trước thì Mia đã tìm thầy Than đó, nó tìm được cái đủ hai nguyên liệu đưa cho xe để điều chế ra hai cái vaccine là tính cứu hai chị em đó. Nhưng mà không ngờ ông bố ông biến thành quái vật khổng lồ ở chỗ nhà thuyền đó, rồi ổng ngăn chặn mình. Kết quả mình phải đánh nhau trong rất là vất vả. Sau khi giết được ổng thì ổng tưởng ông chết, ai ổng chụp chân mình. Sau đó chỉ còn cách là con xe nó kêu mình dùng cái ống serum đó để mà đâm vô trong con mắt ổng. Nhờ vậy mà ổng bị đông cứng lại, nhưng mình không biết là ổng có chết chưa. Nhưng mà giống như bà em bị mình giết chết đó, thì khi mà mình giết bà thì bà sẽ đông cứng lại và bể, nó giống như những tinh thể muối vậy đó. Còn đối với ổng mình không thấy ổng bể, nó không biết là ổng còn sống hay chết. Hy vọng là ổng sẽ chết hoặc là ổng sẽ bị giam mãi ở chỗ đó. Rồi sau đó thì chỉ còn một cái liều vaccine thì mình mới có hai lựa chọn. Một là mình chọn cứu con xe, và con nhỏ đã hướng dẫn mình ngay từ đầu game tới giờ và người giúp đỡ mình rất là nhiệt tình. Còn cái người thứ hai là chính là vợ mình, chính là Mia. Thì nhưng mà mình cảm thấy là theo mình lựa chọn theo cảm tính nha. Nếu là mình thấy ngay từ đầu là con Mia nó giống như nó dụ mình tới đây để nó giết mình vậy đó, nên mình không có lựa chọn nó, mình lựa chọn đi xe. Sau đó mình đã chích để tìm mũi thuốc vào trong xe thì đã rời khỏi nào đó. Còn con Mia ở lại cái nhà tàu đó không biết là sống hay chết. Rồi sau khoảng thời gian đó thì vô tình mình đi tới đường đi ra ngoài biển á. Thật ra không biết là biển hay là đầm lầy nữa, tại ở bang Louisiana thì không biết có gần biển không nữa. Thì gặp được một con tàu, nó bị giống như con tàu tàu dầu hay gì đó, nó bị chẻ làm đôi. Thì tự nhiên cho nó thì mình con xe nó bị tự nhiên nó bị triệu chứng giống như bị đông cứng người lại vậy đó, bằng tinh thể muối. Còn mình thì bị cái gì đó hắt tung, sau đó mình bị bất tỉnh và bị lúc mà mình tưởng mình thức dậy là mình đó, thì ai về lại là Mia. Mà không ngờ Mia lại ở đó nữa. Sau đó đi một hồi mới gặp được mình, đó là Ethan. Đang tính cứu Ethan thì có một cái sinh vật gì đó nó cuốn tròn bao phủ cái thằng Ethan mình, nó kéo đi vào bên trong con tàu. Và sau một khoảng thời gian đi vào da nhân vật Mia thì mình đã hiểu được nguyên nhân tại sao mà con tàu bị mễ, bị nát. Thì mình không nói nhiều nữa, mình sẽ cho các bạn tự tìm hiểu thôi. Bây giờ mình sẽ tiếp tục nhân vật Mia tiếp theo đây. Mình sẽ tìm cách cứu được cho bằng được chồng mình, chính là Ethan nha. Ok, let's go. Giờ mình phải tìm cho mình được cái súng mà được. Đây chính là cái chỗ mình gỡ tin nhắn này. Nhưng mà cái máy tính này để lâu quá nó hư rồi. Không là mình sẽ chế máu. Không đi được, chỉ làm chỉ còn cách nhảy xuống cầu thang thôi.
leo lên cầu thang rồi. Cầu thang này như nó dẫn lên tốt trên cái tầng lầu cao nhất của con tàu ấy. Hy vọng con đường đi này nó sẽ không gian nan. Đây chính là phòng điều khiển của con tàu. Ở đây có cái camera. Ủa, nó vẫn còn hoạt động nha. Phải con tàu này sao nó vẫn còn hoạt động được ta? Ethan. Nè. Nó ở phòng S2. I hope I make it in time. Ở cái tầng S2 tầng cơ cuối á. Okay. Bottom level. What? Liar. Stop it, Evelyn. What? Man, nó không có nó ngăn cản mình không cho mình đi xuống dưới. Fucking hallucinations. Where is she? Mày ở đâu? Con nhỏ kia. Giờ tìm tùm lum đồ. Cái gì đây? Cái gì đây? Cái chai mít dùng để điều chế thuốc, chứ điều chế máu ấy rất là quan trọng. Có lấy được gì đây? Còn đấy mình sẽ điều chế nó ra là đạn. Mình có nhập vô chung được không? Không được. Để đi tham quan khu vực này chút xíu. Phòng này là cái cabin này là của ông thuyền trưởng của mở được. Ở đây có một cái khẩu piston gì nè. Ngon đấy. Không phải có chìa khóa mà được. Đây là bản đồ của con tàu. À đây đấy. Đây chính là cái độ dẫn trong cái thang máy ấy. Còn ở cabin. Wow, cái gì đấy? Không. Tụi một cái lựu đạn ngon đấy. Sẽ đi là đằng cuốc đằng kia để mở thử cái cửa bự kia ra coi nó mở được không nha. Không gấp, không cần gấp. Mở được đây. Ok hết, còn đây. À, vì phải là mở cái này ra. Nếu 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 chị biết có đúng chứ. Ok. Nhảy xuống nào. Gì đây? Hình như là thiếu một cái cục chì. Với một thiếu một cái dây điện. Dưới này mình nghe âm thanh của con nào á, mình vô cái hai con nãy á, ép leo lên, mình ở tầng 2F.
Ok, bây giờ mình sẽ đã đo thằng nào đây, thằng 2F Bone Room Clock Pizza Room, phòng khách, phòng ăn, rồi gì nữa đây. Nói chung là mình đang ở khu vực đó, mình sẽ tìm hiểu tất cả các phòng ở đây để coi có gì để mình sử dụng được không nha. Mình sẽ vô cái phòng phòng nào ta, bun gum nha, mình sẽ vô phòng đó thử. Sẽ đi vào phòng này trước. Đồ không mở được, nó bị cần phải có axit mới mở được. Gấp gấp nữa. Rồi, mình chơi. Đồ mở được rồi này. Trời ơi, mới vừa mở cửa nó rớt xuống. Ưu đãi nhiều quá. Gì đây? Một cái lóc biết ngon đấy, có một con tiết cơ kìa, nhưng mình chưa có cái gì súng để làm ăn được gì. Mình có nên vô phòng đó không nhé, có lựu đạn mà. Ủa, nó đâu rồi? Nó đâu rồi ta? Gì trời, 16 tuổi, yeah. Có Raccoon City nữa. Bây giờ mình muốn thấy có liên quan đó nha. À, cái phòng kia là có rất là nhiều đồ nhưng bị chặn rồi. Cái phòng kia biết hù người ghê luôn á. Gì đây? Wow, có con dao rồi. Ở đây nào em trai, em trai quá nhiều đạn luôn. Là mở cửa được rồi, ok. Để mình thầm chưa vô đâu, mình sẽ đi khám phá xung quanh đây cái đã. Xem coi có gì để lấy không. Xịt không có cái gì hết. Được đấy. Đã có cái axit rồi. Đây là phòng ăn. Wow. Đâu nhá. Đạn. Không có gì hết. Cái đống bài nhầy đó theo thời gian đó nó không còn nữa. Tìm bao đâu. Như là nó là một cái là gì đó liên quan đến trò chơi á. Đóng cửa đã. Gì lành, nếu mình nó gì lành nó tương với đó ta.
cái này nó bị xây rồi, mình sẽ xây ngược lại. Đúng nè, đây phải xây lên nè, rồi phải xây hướng này nè, làm gì đó mở thứ này không mở được, kỳ ta. Cái nào lộn ta? Cái này được coi. Nó mở được rồi. Được ba cái axit. Nó vip luôn. Nó có axit rồi. Rồi là phòng này nè. Lên đây cắt, mà quên nữa mà sao cắt được. Sao quá sao cắt được đây. Không được. Ba vô chém. Ồ, không được. Không giống như trong game á. Combat được nghe. Đó, mình đã có cái axit rồi, mình sẽ mở cái cửa này ra. Có chìa khóa của cái cabin. À, phải rồi, cái chìa khóa ở trên cái tầng trên cùng á, để mở được lấy cái súng ấy. Ngon quá. Quá ngon luôn. Ok luôn. Trên lầu tầng cao nhất. Mình lên lầu tầng cao nhất để xem nè. Ủa, tôi chặn lại rồi. Chỉ có thể là từ tầng 3F mình đi lên thôi. À, đúng rồi, cái cửa này bị khóa nè. Phải vô cái cửa này mới được. What the fuck, man? Chết anh nè. Không mở được cái cửa này. Ây da, thôi mình đi lên trên cái lầu kia để mình lấy cây súng trước đã. Có súng dù sao cũng an toàn hơn chút. Không gấp. À, đây có cái gì đây? Lockpick. Ồ, đây có đạn nè. Em đi đâu thấy có đạn đâu ta? Cổ này nữa này. Đồ nhiều nãy thì mình không để ý ta. Phải lên trên cái tầng cuối cùng ở trển để mình lấy cái súng máy mới được. Con súng máy dù sao cũng an tâm hơn chút. Rồi sau đó mình sẽ đi xuống cái tầng 3F này để mình lấy cái tầng 3 này chứ.
danh chiến của nó. Rồi đùa em ta. Vô mình đấy. Đã có chìa khóa rồi. Lấy cái súng thôi, nó xuất hiện rồi. Tầng 3 chứ. Còn 3 trái lựu đạn. Chế máu được. Chưa đánh nổi chết. Đây là cái gì đây? À đây chính là cái cổng dây điện nha. Đây mình đã có cổng dây điện rồi. Còn là xuống cái tầng 2F để lấy cái cụ dao thôi. Cái cụ chì với lộn. Nhìn tiếng bọn quái thú vô đây mới được. Ở đây có một thằng. Hello. Này. Đấy, cái gì đây?
Wow. Đây giống như là cái nhà. Một bức thư gửi cho người vợ. Không có đâu có cầu gì đâu. Vậy là phải đi lên tầng vô phòng F là thôi. Không vô được. Tôi chỉ bị lấy đi mất rồi, làm sao vô đây? Chưa kịp lấy khẩu súng nó chết rồi. Xem coi ở đây có thiếu gì để lấy không nha. Wow, khẩu súng kìa, đạn súng kìa, côn chớ. Xíu mình bỏ quên qua cái tầng 1F này rồi ấy. Wow, được ba lô, ngon quá. Hết luôn, đạn luôn. Quá thêm luôn. Ủa mình lấy cái gì vậy? Úi trời, cái cầu chì đây trong tay mình mà mình đi đâu không, trời ơi. Ok. Cậu chị trong tay mình đây này. Rồi mình đã có đủ đồ rồi. Ok. Tầng cuối cùng đi. Không. He's waiting. Con đang đợi mẹ.
không phải kết. Mẹ cũng đang đợi con đây. Là cái gì đó. Rất nhiều bạn luôn á. Ethan, cuối cùng đã cứu được cậu. Ethan, the fuck? Chuyện gì xảy ra vậy? I know. Anh này đang mơ à? I'm not gonna hurt you. Hell, I never would have if I could have helped it. What do you mean?
I'm no killer, son. Tao không cứu, không giết mày. Neither is Marguerite, nor my boy Lucas, or even Zoe here. That girl Evelyn. Đó là con bé Evelyn. Nó làm mọi thứ. What the hell is she? Now what did she do to you? Con bé đấy. She infected us with her gift. Con bé đã bị nhiễm. That's what she calls it. Bởi vì cô bé này. I found her. Yeah, busted out tank ở in the trong bayou. Cái con tàu chở dầu đấy. Tôi nghĩ nó không sao. Nhưng mà no. Con bé là bị nhiễm và nó lây nhiễm cho exactly, tất cả mọi người trong nhà tao. She just she forces away into your mind. Mình còn sống. Your soul. You can't fight back. You are connected to her and you can't resist the urge to. Vậy là con bé này được gia đình này nhặt về. Oh, you're a different person. Họ cứ tưởng con bé là món quà họ nhặt về ai vậy? So Mia sent me that message because of Evelyn. Quỷ. Listen, the girl just wants a family of her own. She's the key. All right? You find her. You stop her. Ethan. Free my Fang. Please. Evelyn, stay away from him. Why? He doesn't love you. I can make him love you. Don't hurt him. Silly, I told you I'm not gonna hurt him. Don't you dare. Or what? You're not my mommy. Remember? Sau tất cả thì mình đã hiểu lầm rồi. Giờ mình chính là người quan trọng đấy. Người được cứu mình. Đúng là sự lựa chọn sai lầm mà. Phải tìm cứu cô ấy thôi. Cô ấy sẽ không đau quằn quại bây giờ. Oh my god, cái gì hả? Đừng mà, no. Oh my god, mình đâu có đường chạy. I thought you loved me. Bây giờ hãy đi giết con bé đủ nhỏ đi. Chết gì rồi, Mia chết rồi trời. Why? Ơi Mia. Why? Tại sao vậy Mia? Mình nghĩ tất cả đều là do con bé đó mà ra. Tìm giết con bé rồi. Bitch. What the fuck are you? Ồ, vậy là cái này là tầng cuối cùng của con tàu. Tàu nó bị mắc kẹt tại đây này. Mới nhảy xuống là thấy cá chết tùm lum này. Thấy cá chết nhiều dữ ta. Thank you.
thân. Có tiếng trực thăng nha. Chị nghe thấy rồi. Chiếc màu mà. Ở cái chỗ này như là nó đâu có giống cái chỗ con tàu đâu ta. Đúng rồi. Cái này giống như là cái khu gì đó, khu khai thác gì đó. Đúng rồi, giống như là cái khu khai thác á. Cá chết mình do là mình nghĩ như cái khu vực này nó đậm lầy á. Nó độ pH cao quá là nó chết. Cái gì đấy? Wow, được cái đạn lửa. Cá chết tùm lum nha. Khu này khu khai thác gì đó tự bỏ qua lâu rồi, tại vì nếu mà nó còn sử dụng được thì nó đâu có bị hư hại cỡ này đâu. Nó có một con tí cơ nhưng không có vũ khí gì để sử dụng được. Đạn gì đây? Ở đây là cái mỏ muối nè, mỏ muối ở phía nam Duvay, Dunway. Đây mỏ muối được đây là nhật ký nha. Nhật ký muối năm 1892 là rất lâu rồi. Tuấn và Bigfoot đã chết và Hulley không bao giờ thấy anh ấy quay trở lại nữa. Người đàn ông lớn tuổi tên là Trang đã nói đúng. Đừng đi tới đó. Đây là ngày 19 tháng 2 năm 1892. Công ty đã không gửi người đến trợ giúp chúng tôi. Chúng tôi không thể đợi để trở về. Rồi chúng tôi sẽ không còn trở về được thành phố cũ nữa. Chắc là vậy. Đây là mỏ muối nha anh em. Còn đây là chiếc trực thăng nãy mình thấy nè. Họ đã thấy những chiếc trực thăng từ của nước của Mỹ. Alpha 1, this is Bravo 1, do you read? This is Alpha 1. Report. Did you find anything? A thorough search of the Baker property revealed zero survivors. Repeat, zero survivors. We did find evidence of a skirmish. Evelyn? Negative. However, we did find several encrypted messages from the Baker's son, Lucas, to an unknown third party. You can probably guess who that was. That's just great. We've had reports using the abandoned mine south of the property. I'm gonna go have a look. Roger that. We'll meet you at those coordinates. If you encounter Evelyn, orders are shoot to kill. Repeat, shoot to kill. Nhắc lại, gặp nó là phải giết. Ok, gặp nó là giết, đúng rồi. Những lòng tim này mình đã sử dụng hết. Ok, máy xeo đây. Đây là cái xeo nhá. Wow, ngon đấy. Thứ này dùng để tiêm cho con Evelyn nè. Ngon quá. Thật à.
bao hàng gần và nó bao gần và trên khẩu này đi hàng gần mò và trên gần đấy là chuyển theo floppy. Bơm luôn. Wow. Đồ đã không thiếu nha anh em. Sẽ sắp xếp nhìn lại. Xuống lửa đây số 3 này. Ok. Thôi, tập lượng video cũng khá dài anh em. Mình sẽ dừng video tại đây nha. Nếu mọi người thấy video hay thì hãy để lại cho mình một like, share cũng như là đăng ký kênh nha. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Chúc các bạn có ngày Tết là vui vẻ bên người thân và bạn bè nha. Rồi tạm biệt các bạn, mình xem đây. Rồi, bye bye.